Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 24 tháng 6 năm 2023. Lũ lụt tại Trung Quốc đang hết sức nghiêm trọng, vòi rồng sấm sét đùng đùng, lũ lụt kinh hoàng đang truy đuổi người dân của Trung Quốc. Thế nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc của ông Tập Cận Bình một mặt vẫn rêu rao rằng mọi người dân của Trung Quốc vẫn an toàn, tình hình rất nghiêm trọng nhưng chúng tôi khắc phục được. Mặt khác, ông Tập vẫn kêu gọi toàn bộ 200 quốc gia trên toàn thế giới ủng hộ tiền và vật chất cho Trung Quốc tiêu xài. Ngoài ra, ông Tập vẫn còn cho Hải quân của Trung Quốc phóng tên lửa ở ngoài Biển Đông để thể hiện sức mạnh quật cường của Trung Quốc đối với các đối thủ. Kính thưa quý vị, theo tờ báo Daily China cho biết, thần sấm và thần sét đang trút giận đùng đùng đánh sập mạng lưới điện. Một số thành phố lớn như Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Đông, Quảng Tây, trong đó có cả thành phố Bắc Kinh, làm cho thủ đô Bắc Kinh bị thất thủ. Chính quyền của ông Tập Cận Bình một mặt ôm mặt khóc nức nở, nhưng mặt khác chính quyền của ông đang bí mật cho tàu chiến tiến ra ngoài Biển Đông để đi gây chiến tất cả các nước trong khu vực. Điều này đã làm cho thần sấm thần sét nổi dậy. Trừng phạt Trung Quốc đánh vỡ một đoạn con đập Tam Hiệp khiến nguy cơ vỡ đê Dương Tử dâng cao, làm cho nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp lên tới 99,8%. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Trung Quốc tiếp tục đón nhận ngày thứ 57 đen và thiệt hại vô cùng nặng nề. Thưa quý vị, vào lúc 5 giờ 15 phút sáng ngày hôm nay giờ địa phương, trên kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát đi mục điểm tin dự báo thời tiết, và trong mục dự báo này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, mưa lũ, động đất, sạt lở, lũ quét và sóng thần dự báo vẫn tiếp tục dồn dập, đổ xuống 29 tỉnh, thành phố phía Nam của Trung Quốc trong một vài ngày tới, đặc biệt là sẽ nhiều hơn vào những ngày 28, 29, 30 và 31 tháng này, làm cho bầu trời của Trung Quốc đã xám xịt và u ám rồi thì nay lại càng trở nên đen tối hơn. Theo cơ quan phòng chống thiên tai của Bắc Kinh cho biết, hôm qua mưa to xả xuống cùng với sấm chớp đùng đùng kéo dài suốt 11 tiếng đồng hồ đã làm cho hơn 19 triệu người dân của các thành phố như Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây bị thiệt hại nặng nề. Làm cho các tỉnh và thành phố nói trên của phía Trung Quốc không chỉ mất điện trên diện rộng mà chúng tiếp tục bị nhấn chìm. Có những nơi vùng trũng bị ngập tới 9 mét, khiến cho nhiều thành phố phải hủy bỏ kỳ thi tốt nghiệp quốc gia thường niên. Các nhánh sông thuộc sông Dương Tử tiếp tục nâng cảnh báo lên mức độ đỏ, mức độ cảnh báo cao nhất lũ ống và lũ quét thì nâng lên mức độ 3, cấp độ cực kỳ nguy hiểm. Hôm qua, Trung Quốc cũng ghi nhận những trận sấm sét kinh hoàng xuất hiện ở rất nhiều nơi, dẫn tới hệ thống điện quốc gia của nước này bị đánh sập. Toàn bộ 2/3 lãnh thổ của Trung Quốc chìm trong bóng tối, chỉ có thủ đô Bắc Kinh là có điện. Tuy nhiên, nó cũng chỉ giáng được 15 phút. Sau đó, cả quảng trường Thiên An Môn cũng bị mất điện, khiến đường phố của Trung Quốc tối om. Nhiều thành phố như Vũ Hán, Quảng Đông, Quảng Tây không có một bóng người vì sấm sét, mưa lũ và mất điện dồn dập đổ xuống Trung Quốc, khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Tuy nhiên, Hải quân Trung Quốc vẫn phớt lờ tất cả, bất chấp tất cả để phóng tên lửa và bắn đạn thật ở ngoài Biển Đông, sát với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, làm cho các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới vô cùng bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình còn tham lam vô độ như thế này, thì nhiều khả năng thần sấm, thần sét cũng như mẹ thiên nhiên, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục giáng những đòn đau thương lên chính quyền của ông ta, và nhiều khả năng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị xóa sổ. Trung Quốc sẽ bị thiệt thòi rất lớn nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không thay tính đổi nết. Thưa quý vị, có thể nói rằng Trung Quốc đang trải qua những ngày tồi tệ nhất trong lịch sử. Theo những nhà chuyên nghiên cứu về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và lịch sử của Trung Quốc cho biết, kể từ thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cầm Đào cũng chưa từng xảy ra một năm đau buồn và đen tối như năm 2022 mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang phải gánh chịu. Đầu năm thì dịch bệnh COVID-19 hoành hành ở thành phố Vũ Hán và 31 tỉnh, thành phố khác của Trung Quốc khiến cho Bắc Kinh phải lao đao. Trung Quốc là tâm điểm của dịch bệnh, cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhưng chú ý đây là phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 mà phía Trung Quốc đang lây lan ra nhiều nước trên thế giới.
Còn đến bây giờ thì mưa to, gió lớn, ngập lụt liên tục xảy ra đối với 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc, khiến thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền. Thế nhưng có một điều lạ là mặc dù Trung Quốc đang gặp nhiều những điểm xấu đang xảy ra, thì binh lính của ông Tập vẫn đem quân đi bắn đạn thật và phóng tên lửa ngoài Biển Đông uy hiếp các nước trong khu vực. Ngoài ra, binh lính của Bắc Kinh còn đi gây gổ, đánh nhau với một số nước ở khu biên giới. Những điều xấu xa bị ổi trên của phía Trung Quốc không biết là những tháng cuối năm Trung Quốc phải sống ra sao. Bởi nếu như người ta cho rằng không thay tính đổi nét, nhiều khả năng những tháng cuối năm Trung Quốc sẽ bị lụi tàn bởi những điều sai trái mà họ gây ra cho thế giới. Thưa quý vị, có một điều cực kỳ vô lý lớn ở phía Trung Quốc gây ra những tội lỗi đau thương cho nhân loại. Nhưng mới đây tại thủ đô Bắc Kinh, đích thân ông Tập Cận Bình đã kêu gọi hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên hành tinh này hãy tài trợ tiền vật chất cho Trung Quốc, bởi vì nước này đang gánh chịu những hậu quả thiên nhiên khắc nghiệt mà ông trời đang gây ra cho Bắc Kinh trong những tháng vừa qua. Ông ta hứa với các nước trên thế giới rằng những khoản tiền mà các nước tài trợ ủng hộ cho Trung Quốc sẽ dùng toàn bộ 100% số tiền đó dành cho việc cứu trợ, cứu nạn cho người dân của Trung Quốc, chứ không đem đi tiêu xài. Thế nhưng có một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng ông Tập đã dùng số tiền của một số nước trong khu vực khối ASEAN tài trợ. Trong đó có Việt Nam tài trợ 100.000 đô la Mỹ để dùng đi đóng tàu thủy tiến ra ngoài Biển Đông. Ngoài ra, ông còn cho đóng thêm 2 con tàu chiến và 1 con tàu sân bay được cho là uy mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc và sẽ được hạ thủy vào năm 2023. Số tiền này lấy đâu ra? Số tiền này chính là ông trích từ những quỹ mà các nước trên thế giới ủng hộ lũ lụt Trung Quốc. Chính vì vậy mà các nhà quan sát kêu gọi cộng đồng trên toàn thế giới không nên ủng hộ tiền và vật chất cho Trung Quốc, bởi vì những dòng tiền đó không tới tận tay người dân bị lũ lụt mà chính quyền của ông ta sẽ đem số tiền đó để đầu tư vào quân sự. Mà một khi quân sự quân đội của Trung Quốc lớn mạnh thì họ rất ngông cuồng và cháo trở. Vì vậy mà chúng ta phải hết sức cảnh giác và đề phòng không nên tài trợ tiền và vật chất cho Trung Quốc nữa. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới về mưa lũ của Trung Quốc khi tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo của Trung Quốc vào rạng sáng ngày hôm nay, đã có một bài viết nói về lũ lớn đang đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp của Trung Quốc, gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với toàn bộ hệ thống con sông Dương Tử. Tờ báo của Trung Quốc cho biết, hồ chứa của đập Tam Hiệp tại tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc đang chứng kiến đợt lũ thứ 3 trên sông Dương Tử vào năm 2022. Đây là đợt lũ lớn nhất trong lịch sử đổ về hồ chứa này trong vòng 100 năm vừa qua. Tờ báo của Trung Quốc cho biết, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày hôm qua, lưu lượng dòng chảy vào hồ chứa ở mức 61.000 mét khối trên giây. Đây là lưu lượng lớn nhất trong lịch sử mà hồ chứa Tam Hiệp từng chứng kiến. Ba cửa xả lũ của con đập Tam Hiệp được mở vào rạng sáng ngày hôm kia nhưng vẫn không đủ cho lưu lượng nước tràn vào. Vì thế, vào đêm ngày hôm qua, lực lượng bảo vệ bờ đê của Trung Quốc đã tiếp tục cho đập Tam Hiệp mở tiếp 4 cửa xả nữa. Như vậy, tổng số cửa xả mà con đập này đang mở là 7 cửa và nó đang hoạt động hết công suất 24 ngày đêm nhưng nó vẫn không tránh được lũ lớn. Chính vì vậy mà người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đã phát lệnh cho cơ quan chức năng của con đập Tam Hiệp phá vỡ 3 con đê thuộc nhánh sông Dương Tử để cứu các thành phố như Vũ Hán, Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên và An Huy tránh bị ngập lụt nặng. Bởi vì những tỉnh này trong thời gian vừa qua đã bị nhấn chìm trong mực nước tới 3-4 mét. Và hôm qua, tờ báo China Morning Post đã cung cấp hình ảnh cho chúng tôi biết rằng lực lượng chức năng trên đi phá đê của Trung Quốc đã điều máy xúc, máy ủi, thậm chí có cả bom để phá vỡ 3 con đê thuộc nhánh sông Dương Tử và khi nó vỡ, nó sẽ nhấn chìm một số làng mạc cũng như ngôi nhà. Hiện thiệt hại hoa màu của người dân là vô cùng nặng nề, có tới 195 ngôi nhà bị cuốn trôi và hơn 1.000 ngôi nhà đã bị tàn phá nặng nề. Toàn bộ ô tô, tủ lạnh, nồi cơm điện, TV đã bị trôi lênh láng ra ngoài sông Dương Tử. Và người dân đã chấp cơ hội này mang lưới đánh cá ra giăng bẫy để trục vớt những chiến lợi phẩm. Trước đó cùng ngày, Ủy ban sông Hoài Hà, một trong những con sông lớn thứ tư của Trung Quốc thuộc Bộ Tài nguyên nước của nước này, đã nâng mức ứng phó kiểm soát lũ từ mức 4 lên mức 3, tức là mức báo động cao nhất. Mực nước đo được tại trạm Thủy văn Hoài Sơn tại dòng chảy Hoài Hà lên tới 27 mét vào lúc 6 giờ sáng và đó là một trong những mực nước báo động. Cục Thủy văn Ủy ban sông Hoài Hà đã ban bố tình trạng khẩn cấp và nói rằng người dân cần di tản gấp. Con sông Hoài Hà của Trung Quốc được biết đến là một trong những con sông lớn thứ tư của Trung Quốc sau con sông Dương Tử và con sông Mekong. Nó có chiều dài khoảng hơn 1.000 km, là một trong những con sông chính của Trung Quốc chảy qua khu vực miền đông của nước này. Giữa sông Dương Tử và sông Hoàng Hà,
các bạn đừng nhầm tưởng sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà là một. Hai con sông này tên thì na ná giống nhau, nhưng thực chất nó là hai con sông tách biệt nhau. Thưa quý vị, do ảnh hưởng bởi mưa lớn, dòng chảy từ sông Hoàng Hà tiếp tục tăng và lưu lượng của trạm thủy văn Nam Châu đạt 3.000 mét khối trên giây. Vào tối ngày hôm kia, lưu lượng nước tại sông tăng lên mức độ chóng mặt và nguy cơ cảnh báo vỡ đập Tam Hiệp lên tới 99%. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới về lũ lụt ở Hà Giang. Và tin này được cho là một tin vui chưa từng có. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tình hình mưa lũ ở Hà Giang đã chấm dứt và thời tiết ở Hà Giang đang nắng trở lại. Thời tiết được cho là rất đẹp, tuy nhiên tình hình mưa to và gió lớn ở Hà Giang đã làm ngập lụt một số nơi và tàn phá một số khu vực. Hà Giang đang khẩn trương cho khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định đời sống của người dân. Xin được nhắc lại, tại tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa lớn, lũ ống, sạt lở đất, ngập lụt nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề về người và nhà của nhân dân, công trình hạ tầng, ảnh hưởng đến sản xuất, nhất là các huyện Hoàng Su Phi, Bắc Mê và đặc biệt là thành phố Hà Giang. Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa cho biết, theo báo cáo nhanh của tỉnh Hà Giang, tính đến 6 giờ sáng ngày hôm qua, mưa lũ đã chấm dứt và thời tiết đẹp đẽ đã trở lại với cả tỉnh này. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, mưa lũ đã chấm dứt hoàn toàn tại tỉnh Hà Giang và trên toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam, thời tiết đang rất đẹp. Còn phía Trung Quốc, được dự báo là mưa lũ và gió giật vẫn ầm ầm chút xuống trong những ngày tiếp theo. Điều này đã được Cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt mưa dông lớn ở miền Bắc đã kết thúc và nắng nóng đang quay trở lại. Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì nắng nóng sẽ quay trở lại miền Bắc kể từ ngày hôm kia và nó được dự báo là sẽ còn tiếp tục tiếp diễn trong một vài ngày tới, thậm chí xuyên sang tháng tiếp theo. Vì thế sẽ không còn xuất hiện mưa lũ như những ngày vừa qua, còn phía Trung Quốc thì vẫn đang hứng chịu những trận mưa kinh hoàng và nước sông tại con sông Dương Tử, con sông Mê Công và con sông Hoàng Hà đang tăng cao. Và diễn biến liên quan tới những tình hình trên chúng tôi sẽ cập nhật quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Còn chương trình hôm nay, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại! Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!